Ở là dịch tiếp nhé, dịch tiếp. Nào mọi người nhà đã dịch trước chưa? Nó dài lắm thầy, cho nên chị xem qua. Ngại ngại dịch nhìn dài vẫn là ngại dịch. Nhưng Vâng. mà dịch nhiều thành quen mà, nhiều dịch dịch nhiều cái mình đọc nó sẽ dễ, nó sẽ quen. Bây giờ chưa dịch bao giờ Rồi. đọc nhìn thấy chữ là thấy ớn rồi. Rồi, em dịch vài hôm thấy cũng biết cách dịch chứ, nhưng mà vấn đề là level nó cũng thấp rồi. Cứ dịch nhiều là tự dưng là mình tích lũy được từ vựng, và cái cách dịch, cách phân tích các thứ là mình sẽ gọi là dịch câu, là mình sẽ tự tin là người Hàn đọc hiểu câu đấy Đúng đó. rồi. Hoặc là nhiều lúc mọi người dùng kiểu dùng từ nó không chuẩn nữa thì nó cũng khó, cũng hiểu, khó hiểu đấy. Như hôm nọ Ánh hỏi thầy cái câu cái gì mà nhận cái gì thì lại dùng cái từ nhận khác, nhận thức nó lại khác với cái từ khác. Chung là hiểu phải hiểu đúng từ nữa. Đây nhá, nào đi dịch nào, anh Bắc nào, anh Bắc khởi đầu nào, cái câu đầu tiên này. Bên A cam kết đảm bảo là quyền sử dụng riêng rẽ và hợp pháp của bên B. À, Vâng ạ. chữ này, à cam kết đây chủ ngữ là cái A này, cam kết là động từ này. À, Vâng. sau đó cái cụm đảm bảo quyền sử dụng riêng rẽ hợp pháp, à đảo ngược lên là Vâng. Ấy chứ. à A trước này. Ấy chứ cưng. B trước E. B chức E. À. Đảm bảo quyền sử dụng riêng rẽ và hợp pháp thì là quyền Riêng rẽ và hợp pháp. riêng để bảo quyền sử dụng riêng gì đã Cái, rồi à, riêng sao rẽ dùng quân à, riêng rẽ và hợp pháp trước. Hai cái riêng rẽ và hợp pháp này nó sẽ bổ nghĩa cho từ quyền sử dụng, đúng không? À, phải đứng đứng trước. Riêng rẽ là gì? riêng Kẻ gì à, nhiều chúng ta có từ kẻ biên chọc nhé, kẻ biên chọc ý cô đúng không, và hợp cái pháp biên tập Harper à, hấp bóp Harper sao dùng quân à, chọc kim, chúng ta sẽ dùng cái chọc là kim là này nhé, à riêng biên hợp pháp đúng không, sa dung quân. sa trong quân Hoắc Xong quân à, hoắc bô Po Hoắc Po sơ giáp hay là à, hanen phải là hanen à, có hà nên còn sơ sơ Soyak giáp Han, giờ hắn ta à, Soyak Han Tạc đấy. Rồi tiếp theo này, bên A có nghĩa vụ là tạo điều kiện thuận lợi để bên B sử dụng mặt bằng và tài sản thuê một cách hiệu quả trong suốt thời gian thuê được quy định tại hợp đồng này. Ở à, bên A là chủ ngữ này, À, có trước nghĩa vụ đúng không? Có nghĩa vụ này, à, có nghĩa vụ tạo điều kiện thuận lợi để bên B, à chúng ta sẽ có hai vế để bên B và để bên B trước. Và cái để bên B trước này, để bên B sử dụng mặt bằng và tài sản hiệu quả trong suốt thời gian thuê được quy định ở tại hợp đồng này. À. là bên A là A, A trước A trước trước này. à. Trước kênh này, sau rồi vì à, bắt đầu mới đến để bên B sử dụng mặt bằng gì đấy sau ngược lại. À, thì để bên B sử dụng À, bỏ từ từ để bên là trước kỳ vía sau để hoặc là thô đốc để cuối rồi này. Sau bên B, à. bên B sử dụng mặt bằng và tài sản thuê một cách hiệu quả trong suốt thời gian thuê được quy định trong tại hợp đồng này. À, chủ ngữ của cái phần nhỏ này vẫn là cái bên B đúng không? Cái chủ Bên B và bên B trước. B trước B trước y, chủ ngữ nhỏ nó dùng ik. và IK Rồi bây y giờ kế đảo đạo được sơ này. À, bây giờ đảo lên trước là đảo đảo từ và lên được này. Tại hợp đồng này y kế đặc sơ thì à kế giáp ho tờ e e à, được e quy định chương tên con tuyến thời gian im te tìm tê khí y khí kỳ ca can chung trong chung suốt dùng từ kỳ can chung nghề à, dùng nè nè là trong suốt, nè à nghe nghe nè trong suốt rồi về quy định ở trong hợp đó đồng này à, hiệu vì quan hiệu quả trước kín à, sử dụng mặt bằng và tài sản thuê một cách hiệu quả à, cho cái từ là thì hiệu qua cho cư đô đấy, chúng ta sẽ được đứng trước động từ nhé, cho cái mặt bằng lên trước, mặt bằng và tài sản thuê, mặt bằng chúng ta dùng cái gì, bằng ông thổ y chỉ thô trong phôi chuẩn phu chuẩn phu trầm phô được trầm chuẩn phô phu chuẩn phu trầm phô và chuẩn phu à chuẩn phu chuẩn là phu quá ừ. che san im te che san À im tê im te
Thế vậy gọi te phải để lên trước này đúng tìm tê chấm phụ và chia sân à như ơn qua chật kinh rồi yêu qua thọc như qua chật cửu à yêu qua thọc cửa đô nhé à, sa dông hay không ha hạ để chi đốc quỳ hê để đây à chật tại vì chúng ta là tạo điều kiện để mà chúng ta còn có cái câu tạo điều kiện nữa dông tiền tổ thúc tạo điều kiện thuận lợi Pili han chỗ nhà cơn ly han số con nữa màn chỗ cơn nữa hoặc là chỗ song hai tạng được tạo thành cái vâng kiện này cũng được xem nào tại vì em nhớ cái câu này hình như là nó có dùng ở đâu nhỉ ở trong cái đề topic ở đâu đấy đây nhé để tự xem nhé chỗ con nữa chỗ song hai tạng chỗ cơn chỗ xong hả ta nhớ nó cái tổ song hai tả là tạo tạo thành đúng không? Tạo thành cái điều kiện đó. xong Katsuka có điều kiện tạo điều kiện đây chúng ta có cái tổ con nên tổ song hai nục cô đúng không? Tạo điều kiện để đó dùng được có trong đấy là được rồi thì đây tổ song hai thì đây tổ con nên tổ song rồi xong có nghĩa vụ han ui mu an ủi mu ca chít hắn ở mưu ca hoặc là ủi mu đôi khá chín tà cũng được à. chín tà đúng không đó đấy, được chưa dịch ngược lại xem nào Và à đây thì này bên A này đúng không bên A bên này A cam có một cái nghĩa vụ là sẽ có nghĩa điều vụ kiện tạo một điều kiện thuận lợi để lại để C bên B đúng không sử dụng sử một cách dụng hiệu quả hiệu tài quả sản một tài sản thuê và mặt bằng mặt bằng à, thuê gọi mặt bằng thuê và tài sản bên nội bên trong cái thời gian thuê thuê được quy định quy định ở trong để khóa bản hợp đồng này đấy đúng không mình dịch ngược lại nó rất là xuôi nó cũng không bị lông cô đúng không? mà Đó. Tiếp theo này văn văn dịch câu 4.1.2 này bên A bàn giao toàn bộ các phí trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này nói nào chủ ngữ là đây chủ ngữ là cái bên A đúng không còn thì bàn giao đây là gì động từ đúng không toàn bộ các gì đấy đấy thì bắt đầu đảo là được nào cho chủ ngữ lên trước này đâu văn đâu nào câu chủ ngữ là gì Hey, chắc cơn. bên A à rồi A trước ấy ấy trước ô sao đây về đây à ấy trước cơn rồi làm sao nữa toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng để đặt Ngay bây giờ bắt khi đầu là ký hợp đồng. đảo ngược lại trước đúng không ngay ngay sau khi ký hợp đồng là gì Để giác kiện to để viên coi hàng mô hình anh để coi kỳ kê hàng một cái à, là gì à, ngay sau khi để coi Hatamata ha cha mà cha sao mà cha để tiếng viết thì sẽ nói chung là cứ bạn à, gì nhỉ cứ để bạn đấy đấy xong rồi thầy sửa chơi kia ha cha mà cha gì nữa à, ngay sau khi ký hợp đồng bắt đầu gì như đã thỏa thuận như đã thỏa thuận trước như đã thỏa thuận là nói như nào đồ son han thù thì son á đồ đồ sang à trồ sang han han trang trồ sang thiết han gì nào trồ sang han gì đấy trồ sang toàn thể kỹ sư dụng phương mà trang thiết bị à như đã thỏa thuận cái từ như đã thỏa thuận này nó dùng cái từng từ như giống như học thù sang hay là hiệp sang đúng không hiệp thương hiệp sang gì han thề đô chúng ta dùng là thề đô nhé theo như đã thỏa thuận đấy à, thề đô là theo đúng không theo đã thỏa thuận này sau rồi thì toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có à toàn bộ trang thiết bị thì dùng nói nào
dùng toàn bộ các tôi dùng trang thiết bị toàn bộ Kaku Motu Kaku wa Season. Ồ, văn văn viết như nào? Thì sao dùng phân mà toàn bộ chọn thế thì thôi À, tròn chê si soi gì nữa? Thiết bị si soi là thiết bị này. Đồ dùng qua thú cu cũng được, đúng không? Rồi. Gì nữa? Bàn giao, giờ đến bàn giao. Đúng không? À, bàn giao là gì? insulin insulin kia Insulin kế insulin cái hành tà hắn ta đó. Sau tiếp thì đấy, có biên bản có bàn biên giao bản và bàn phụ giao lục liệt kê đính kèm. Chúng ta chỉ ghi là gì, có đính kèm thêm cái gì, biên bản bàn giao và phụ lục, đúng không? À, là gì, biên bản bàn giao là gì? insulin kê sơ insulin Kê so và cái gì nữa, phụ lục phụ lục cơ phụ à, thâm trầm mưu hầm phụ hầm trầm phụ đấy, có đính nói cái viết như này được, tại vì đây nó là một cái kiểu như là một cái ghi chú, đúng không? Viết như này được. Nhớ thầy sửa này, bên A này, ngay sau khi cái ngay sau khi để đợt trước thì như thầy cho một cái là gì, chúng ta chỉ cần khế thì chế kêu trích khu, cái từ trích khu này là ngay sau khi, đúng không? Nhưng đợt trước thầy cho là cái trước, ngay trước khi là gì, chân hô trích khu à, trích tròn, quên trích tròn chân à. Chúng ta có cái từ trích tròn này này là ngay trước khi, đúng không? Còn trích khu là ngay sau khi đấy. Sau rồi gì nữa, bàn giao, đúng không? Bàn giao là thiết bị toàn thể, nó hay từ từ là tròn chê ê vào đây, đúng không? À, cho toàn thể cái thiết bị và dụng cụ theo như đã thỏa thuận, đúng không? Và đấy, sau rồi đính kèm thêm cái bản biên bản bàn giao và phụ lục. Đấy là được, đúng không? Tiếp, ánh nào có 4.1.3 này thì đấy, bên A cam kết là gì? À, cam kết là cấu trúc của nhà xưởng được xây dựng là chắc chắn nếu trong quá trình sử dụng có xảy ra sự cố gây thiệt hại đến tính mạng tài sản của bên B thì bên A sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường. Nào như nào đây, bên A cam kết là kiến trúc của nhà xưởng được xây dựng là chắc chắn. ấy chứ cần Đây chứ cần 건설 되는 공장 구조가 건설 되는 공장 구조가 구조가 튼튼한 것을 보장하고 공장 에 thì 구조가 thì thân thân đó뭐 thân thân chắc thì chắn thân thân한 것을 보장하고 thân thân có sẵn thì hồ trang á gì nữa고장한 것은 보장하고 hồ trang hào cố사용 과정에 사용 과정에 리츠의 생명과 재산의 피해는 Ê. Đây là mang tính liệt kê ra phải gì là đến tính mạng tài sản của vâng bên thì phải tính mạng và tài sản bên B tính mạng sinh là mệnh anh nhân thằng qua miêu qua thằng chế miêu sanh nhà sân thế Pierre Ipinen Pierre Ipinen Ipinen nên sao cô gan sao có gì nữa không có sao cô sao gan nam nhân đấy các con làm nha thì bên A ấy chứ cưng chịu hoàn toàn 완전히 보상할 책임을 가진다. 보상한 theo kim책임이 이 있다. ta thế nào? Cái nhà A bên A này phải đảm bảo rằng là gì? Phải đảm bảo rằng là cấu tạo xây dựng của nhà xưởng, đúng không? hắn Phải là cấu tạo xây dựng là kiến trúc, nó kiến trúc, đúng không? Cấu tạo cái kiến trúc của nhà xưởng này phải là chắc chắn. Cái từ chắc chắn này chúng ta sẽ dùng cái từ kiên cố ấy. Hòn Thành cô cô thằng cô han cũng được đó đảm bảo rằng là kiên kiên cố, đúng không? Vậy là hai mio đi hai vế, đúng không? Hoặc là hai kê thuế mio phải được đảm bảo, đúng không? Đảm bảo là phải kiên cố. Và trong quá trình sử dụng này, nếu trong quá trình sử dụng có xảy ra sự cố thiệt hại đến tính mạng hay là ấy, đúng không?
đây nếu mà gì à, trong quá trình ấy nếu mà gì xảy ra à, chúng ta cũng từng xảy ra người ta dùng là gì à, 발생 nhá à, 발생 하면 à, hoặc là 하는 경우 được đúng không? Trong, à, trong quá trình sử dụng này à, à, nếu à, trong trường hợp mà xảy ra sự cố mà gây thiệt hại cho đúng không? À, à, gây thiệt hại cho cái gì à, tính mạng và tài sản của bên A trong quá trình sử dụng đúng không? Thì bên A phải có trách nhiệm là gì bồi thường à, thì sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường hoàn cho Nhi là phải hoàn toàn hoàn cho Nhi là nó có dùng được cho cái tương lai à, cho cái khẳng định như vẫn dùng được sao? Vẫn dùng được cho khẳng định. Được mà bạn chưa đi dùng không được này. Sợ nó lại chỉ dùng cho gọi là phủ định không, nó không dùng cho hoàn toàn này một cách hoàn hảo không hề thiếu sót và có tri vết. Nó dùng để khẳng định được. Được, bạn cho đi đúng không? Hoặc là à, có trách nhiệm là bồi thường bồi thường tất cả được. Đấy, hoàn toàn chịu trách nhiệm. Rồi, ok. Tiếp là Vận Huệ nói được không? Hôm nay nói được không? Thế mà mic này mic có nói được không? À, từ gì cái chủ đề đầu đề của câu 4.1.4 nhé. Chịu trách nhiệm thanh toán tiền thuế cho thuê nhà xưởng với cơ quan thuế. À, đây cũng là một cái câu câu gì câu đề mục tiêu đề đúng không? Nên chúng ta cần phải viết là một cụm danh từ chứ không viết một câu nhé. Ừ. À, cái câu này dân dịch kiểu gì? Cùng dịch xem nào. Chịu trách nhiệm à, chịu trách nhiệm hoàn toàn tiền thuế. À, thanh toán tiền thuế à phải là có trách nhiệm thanh toán tiền thuế đúng không? Do gì đây à, tiền thuế cho nhà thuê nhà xưởng với cơ quan thuế có nghĩa khi mà mình cho thuê nhà xưởng thì thường nó sẽ có cái trách nhiệm là nộp mà 10% hay bao nhiêu phần trăm đấy cho bên thuế đúng không? Thì cái bên thuê là phải nộp thì nói nào cho cơ quan thuế à, bước đầu là cơ quan thuế với cơ quan thuế đúng không? Nhà thuê Samuso đúng không? Chúng ta có cái Secum à, quyền Secum Samuso thì cái có gì nhỉ? Xem thuế vụ ấy Samuso quên C quan không không phải C quan là Cmu Samuso cái từ Cmuso à Cmuso sở thuế vụ à. Có cơ quan thuế thuế như cái Cmuso kiểu Cmuso làm sao nữa đây à với cơ quan thuế e e công trang à công trang im cha xe cung công trang im cha xe cung 세금을 지불할 책임이 있음. 아, 지불. 왜 chúng ta không dùng 지불, nó dùng 납부 nhé. 납부. 납부. Trả tiền thuế, đúng không? À, không có trách nhiệm. À, thì chúng ta nói, à, thì 세금은 gì? 납부할 책임이 있음. 납부할 책임이 있다. 있다. À. Nhưng đây nó lại là một cái tên đề mục hay là không? Đây phải tên đề mục không? Câu không phải. Không phải đúng không? Thì chúng ta sẽ là à có trách nhiệm nộp cái tiền thuế thuê nhà này cho bên thuế. Rồi ok. Nếu mà không phải là một tiêu đề thì dịch như bình thường như này được. Cái này rồi. Dùng thay vì check in ta dùng butami hanta được. Chịu tiền thuế. À. Nếu như thế thì sẽ không phải cái butam hata à, nạp bu nữa, chúng ta phải cho luôn là sekum butam. Ừ. À chịu tiền thuế. Sekum butam không thế là dứt điểm luôn được không? Như thế thì nó lại làm như thế thì nó lại biến thành một cái gì? Một cái cụm gọi là cụm danh từ à như thế thì phải là gì à computer tên mua so e đúng không gọi là ư gì đây nữa sau rồi cùng sang à im cha c im cha c computer computer đấy gọi là chịu thuế đúng không à, chịu cái tiền thuế mà thuê xưởng của cái bên đấy này à, của cái cho cái bên thuế này không? À, tiếp là lần ai nữa nhỉ anh Bắc nào câu này này gì tại ngày gì tại ngày các bên ký nhận bàn giao xong tài sản
nghĩa mọi nghĩa vụ về tài sản của bên B thuộc hợp đồng này có hiệu lực, bên A không chịu trách nhiệm về bảo quản và mất mát tài sản đã được bàn giao. Cái này phải dùng định ngữ tại ngày các bên ký nhận bàn giao tài sản. Câu tại, nghe cái câu tại một tuần, tại là tại thời điểm hoặc là tại gì đấy chứ nhỉ, hoặc là tại địa điểm nào đấy chứ, đây tại ngày ở vào ngày đúng không? Vào ngày các gì các bên ký ký nhận bàn giao xong tài sản này và gì nữa đây, và mọi nghĩa vụ có nghĩa là khi mà vào cái ngày mà ký xong này thì lúc đấy mọi cái nghĩa vụ về tài sản của bên B thì thuộc hợp đồng này đều bắt đầu có hiệu lực. Đấy, bắt đầu ghi là vào. Tách rồi. Đây thì bắt đầu cái dấu phẩy đây là nó đang từ cái dấu phẩy ngược lại là nó đang bổ nghĩa cho cái ngày ký ngày ký và Jason Insu Inke ngày các bên ký nhận bàn giao tức là vào ngày thì định ngữ từ vào cái ngày đúng không, vào cái ngày mà ký ký vào cái là bàn giao tài sản này thì mọi nghĩa vụ về tài sản của bên B thuộc hợp đồng này có hiệu lực, mọi tài sản nghĩa vụ của bên B đi trước mọi nghĩa vụ đi trước E chia san rồi E chia san ui mu về E-T-H-A-N mọi nghĩa vụ Mô-tân ui-mu thuộc hợp đồng này có hiệu quả. Vậy thì là phải là mọi nghĩa vụ mà về tài sản của B thuộc hợp đồng này phải lên ngược lên trên này đúng không? Thuộc hợp đồng này I-K-Y-A-K-S thuộc thuộc sốc hà tả đấy, sốc han sốc han bị mọi cái nghĩa vụ mà thuộc tài sản của bên B thuộc trong hợp đồng này thì có gì đấy có hiệu lực thì mu run cả imuka yu run hiệu lực ta yu biết ít ta hoặc là imuka chỉ ta đấy có hiệu lực đúng không? Là có hiệu lực hoặc là phát hiệu cũng được, nó có gì tố phát hiệu hay là gì? Bắt đầu phát ra hiệu lực đấy đúng không? Thì cái nghĩa vụ tất cả nghĩa vụ này bắt đầu là phát ra hiệu lực. Được. Bên A không chịu trách nhiệm về bảo quản và mất mát tài sản đã được bàn giao. Thì là A trước. A trước. Insuin kê han chia san han chia san được bàn giao dùng tên một cái đi cho nó được đúng không? Insuin kê tên vô quan qua phải là về tài sản hả? Chia san trước và chia san cái tài sản mà đã được bàn giao đúng không? Sau rồi về việc bảo quản này mất mát bùn xin chắc ghi mi ập ta về e e te e te han ghi mi chắc ghi mi ập ta bên A không có trách nhiệm về cái việc là xin bùn xin này chứ nhỉ xin sự mất mát hay là tất là mất mát bảo quản của cái tài sản về cái những cái đồ dùng đã được bàn giao. Rồi ok tiếp văn câu dài này bên A gì đây cam kết cấu trúc của nhà xưởng được sử dụng bình thường. Câu này ngắn bên A cam kết là động từ là A với chủ ngữ là A này cam kết là động từ này bắt đầu đến cái cấu trúc của nhà xưởng được sử dụng bình thường. Nói như nào? Ai chưa cưng? Ai chưa cưng?
일반적으로 일반적으로 사용되는 사용되면 되는 되는 검장의 구조 검장의 구조를 서약 한자 한자. Nhưng mà cái này định ngữ thì lại không hợp lý, có nghĩa là bên A đảm bảo rằng là gì? À, cái này này vẫn có thể là sử dụng được một cách bình thường ấy, đúng không? Vẫn có thể được sử dụng một cách bình thường, như thế cảm giác hợp lý hơn nhé. Bình thường cái từ bình thường hay là thằng sang chọc tu đô ấy, thằng sang đúng không? Thằng sang chọc được. Đấy. Vẫn có thể được sử dụng bình thường. Chúng ta sẽ như này. Sai ông hạ vì hai su ít nên khó sân đúng không? Bên A này vì đấy cam kết là cái kia có thể được sử dụng bình thường, có cái gì cùng sang ấy cấu trúc là cấu tạo cấu trúc của nhà xưởng được sử dụng bình thường đấy đúng không, cam kết rằng cấu trúc này có thể sử dụng được bình thường đó đúng không? Tiếp bên A sẽ bảo hành sửa chữa toàn bộ phần mái nhà, cửa sổ và toàn bộ các phần cho các phần gì? Cho bên phần cho thuê khác trong một năm. Các phần cho thuê khác, các phần khác thôi đúng không? Các phần cho thuê khác trong một năm. Như nào? Bên A sẽ bảo hành sửa chữa toàn bộ phần mái nhà, cửa sổ này và toàn bộ các phần cho thuê khác trong một năm. Nào, chủ ngữ là A trước. A trước. Toàn thể. Toàn thể. Bảo hành đúng không? Bảo hành là cái động từ chính này. Bảo hành cái việc sửa chữa toàn bộ mái, cửa sổ và toàn bộ các phần cho thuê khác trong vòng một năm. Vậy trong vòng một năm trước đúng không? Đảo luôn trong lên. Một năm. Trong một năm này. Sau rồi các lần, sau rồi phần mái này, sau phần khác này. Rồi sau sửa chữa sau đến bảo hành đúng không? Như nào? Một năm là gì? Ilan. Ilan tổng màn. Rồi tiếp. Chọn chê chi bằng. Ilan ne cũng được dùng từ ne nó tránh xả hơn đúng không? Tiếp gì nữa? Chọn chê chi bùng. Chọn chê. Chọn chê chi bùng. Chi bùng. Mái nhà cửa sổ. Thằng mái nhà cửa sổ. Tức mái nhà phải cửa sổ nhỉ? Mái nhà cửa sổ nghe. Mái nhà phải... cửa sổ là cái gì? Chắc là mái nhà phải môn. Cửa sổ đúng không? Trang môn. Trang môn. Trang môn. Khóa. Khóa là gì nữa? Thì và toàn bộ. Thì ta mô tương. Mô tương. Thế thì cái chỗ này là thường là ê này này. Và toàn bộ cái gì nữa? Toàn bộ của cái gì? Phần thuê khác. Phần thuê. Phần cho thuê khác. Im tê quên. Im tê. Khi tha khi tha bù vun là được đúng không? Mà các phần khác là được đúng không? Ơn sao rồi vị à đâu sửa chữa nữa, sửa chữa sửa chữa bảo hành sửa chữa toàn bộ sẽ bảo hành sửa chữa toàn bộ bảo hành và sửa chữa đúng không? Cô Trang thế này thì cô chúng ta có bố chưng hai hào cô han tà là được đúng không? Họ bảo hành rồi sửa chữa đúng không? Bảo hành sửa chữa cho toàn bộ những cái mái nhà cửa sổ này và những cái phần khác trong một năm. Rồi tiếp trường hợp này, trường hợp trong thời gian cho thuê mà nhà xưởng bị hư hỏng xuống cấp do lỗi của bên B thì bên B có trách nhiệm bảo dưỡng sửa chữa các hư hỏng, bảo dưỡng sửa chữa các hư hỏng nhằm khôi phục tình trạng sử dụng bình thường của tài sản. Như nào? Trong trường hợp trong thời gian cho thuê mà xưởng bị hỏng xuống cấp do lỗi của bên B, đây chúng ta một cái vế là trong trường hợp trước đúng không? Im tê kỳ can chung nghề. Rồi im tê
Kim tế, kim gan. Nè nhé, dùng từ nè đi. Trong thời gian. Sao nữa? Mà nhà xưởng bị hỏng. Hỏng trang lên. Bị hỏng hoặc là gì đấy? Xuống cấp. Từ xuống cấp là gì? Tìm một từ xuống cấp không? Có từ xuống cấp thế nhỉ? Chọc ha, tê tả. Khách sạn xuống cấp thành nhà trọ. À, đây là xuống cấp nó khác đúng không? Giảm sút kép tháng xuống cấp. Mạng tư toàn thó ha tả. Khách sạn xuống cấp thành nhà trọ. Cho ha tả. À, thì đây, đại tướng bị xuống cấp. Đây là bị hạ có kiểm tra tình trạng xuống cấp của tòa nhà. Đây. No, à đây. No. No hu, lão hóa. À, bị không bị đây là não hậu à? Não hóa, nô hu là não hóa. Nô hoa mình não hóa. Nô hu. Khi về già lạc hậu cũ lát. Lạc cỗi. Đúng không? Đấy. Tình trạng xuống cấp. Ừ, dùng cái từ này đi nhá. Kiểm tra tình trạng xuống cấp của tòa nhà. Nô hu. Tiếp. Nô hu sẵn thế. À, thì đây bị hỏng đúng không? Rồi trong trường hợp này các tiêu nữa đây, à, mà nhà xưởng này bị hỏng hoặc là gì xuống cấp do lỗi. Alo ạ? Dạ. Có gọi rồi kêu là tận 5 giờ sáng giao, sắp giao sớm thế. Vâng, em cũng hỏi rồi, kêu là chị ấy tôi còn cũng không ấy nữa, lại còn không cả chuyển lên cho em nữa, chắc lại vứt một đống ở dưới. Không, cái đấy nếu mà đều lắp không thì em biết, nhưng mà em chỉ sợ là ví dụ là em muốn là chuyển lên cái tầng 2 cho em ấy thì vứt là được. Vâng, thì để em xem như nào, tại vì bây giờ em cũng không người có mỗi mình em không, chắc là em tự em vựa vác lên từng cái lên. Vâng, tại vì ở dưới nhà em cũng nhiều đồ lắm, nên em bán hàng cái thứ nhiều đồ nên em đang không có chỗ để ấy, sợ đấy cái thứ thôi, để xem em xem như nào, xem nhờ xem được hay không, tại vì tầng 2 nó cũng gần mà, nó lên lên mỗi cái tầng 2 cái là để ngay phòng rộng như được. Vâng, vâng. Là tiếp nào. Ừ. À, gì đây? Hư hỏng nhà xưởng đúng không? À, không trang nghĩ làm sao nào? Cô trang nào? Không trang nghĩ cô trang nào cố? Cô trang nào cố? Trang nào? Xuống cấp nào cố? Nô hô. Nô hô chẳng thể rồi. Sang. Nếu dùng cả xăng the ca thì phải là phán sen đúng không? Nếu mà phát sinh ra cái trạng thái gọi là xuống cấp đúng không? À, nhưng mà do làm sao đây? Do lỗi của bên B. Lỗi là gì? Xin chu. À phải bi chức đúng không? Bi chức. Bi chức cái gì? Bi chức. Rô nhé. Được. Do lỗi bên này. Do lỗi của bên này mà nhà xưởng bị hỏng này và phát sinh ra cái trạng thái xuống cấp thì bên B có trách nhiệm bảo dưỡng. À, trong trường hợp han han kiểu ngu đúng không? Han nên kiểu ngu. Đấy, phải han nên kiểu ngu. Bi chức. À, bi chức có trách nhiệm là bảo dưỡng sửa chữa các phần gì? Các hư hỏng nhằm khôi phục lại tình trạng sử dụng. Trạng sử dụng bình thường của phải nhằm khôi phục tình trạng sử dụng bình thường của tài sản trước đã đúng không? À. Cha san nên trung san sao luôn. Phòng san cho kiên. Ta dùng tầng thề rư. Ta dùng tầng thề. Vì lỡ, tròn sang. Tròn sang của kinh, ta dùng tầng thề rư hê bốc ha. Ha kì vì hè dò. Ha kì vì. Ha kì. Vì han nhất, là một chóc cử đô được.
đấy, với mục đích để đúng không, khôi phục lại tình trạng sử dụng bình thường. À, tiếp vì sau đến bảo dưỡng, bảo dưỡng, à, bảo dưỡng là dùng từ bảo, trên là bảo hành, còn đây bảo dưỡng nhé. Bảo dưỡng chúng ta có cái từ posu yuji, posu yuji đúng không, hay là yuji buri, yuji posu yuji yuri hai te kimi ta bảo dưỡng này đúng không, yuji posu nhá, yuji posu, yuji posu gì là bà sửa chữa nữa đúng không, à, buri hai suri à hai chakimita, chakimita, à ita rồi đó đúng không? Ta sử dịch ngược lại nào, à trong trường hợp đúng không? À nó gì? Xưởng bị hỏng này, hoặc là phát sinh ra cái trạng thái gọi là bị cấp này. Do bên B, à thì bên B có trách nhiệm là sẽ gì? À, bảo dưỡng lại và sửa chữa với mục đích để khôi phục lại, hồi phục lại đúng không? Hồi phục lại cái sử dụng của tài. Ok. Chalesta. Anh C nào. Anh kể hai câu này. Bên A cam kết với thời điểm bàn giao. À, bà cam kết này vào thời điểm bàn giao mọi thiết bị tài sản nêu tại điều 1 của hợp đồng này đều được đều trong tình trạng là hoạt động bình thường. Ấy chứ cần. Ấy. Bên gì đấy? 인수인 계 시점에 인수인 계 시점에 아 다시 말해요. 본 계약서의 제1조에 서의 비 제1조에 제 1조 내용 못 해. A 네 아 네 A 네. 제1조에 명시된 모든 재산이 cái gì xí miếng xí miếng xí để mô tân chế sản tân chế sản trong sang cho cửa đồ chất tông hành ngọt sư cho chắc hẳn là chất cửa đồ chất tông thuế chất tông chất hạt thuế lên ngọt sư đồ cho chắc hẳn là phải là chắc nếu như thế thì chế sản ni chất tông nếu em được chế sản ni đúng không, trường sản xuất cơ số đúng không, chắc không truyền đạt bị động phải dùng ik nhé, có sơ rồi đó thì mình đúng bên A này cam kết rằng đúng không, à tất cả những cái tài sản mà được ghi ở trong cái điều này nghiên vào thời điểm này thì đang được đều hoạt động một cách gọi là bình thường đúng không, đó là sổ cơ độ. Ok, tiếp tục câu tiếp theo đi Ánh. Bên A có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ tài chính liên quan đến quyền sử dụng đất như tiền thuê đất, các loại phí có liên quan, nộp thuế cho thuê quyền sử dụng đất, nhà xưởng theo quy định của pháp luật. À, thì đây. Ấy chứ cũng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc sử dụng tiền đất như tiền như là tiền thuê đất, các loại nghe loại này và nhà xưởng. À, theo pháp luật. Ừ, theo pháp luật trước nhỉ, đảo ngược lên luôn nhỉ. Pháp luật quy chuẩn ấy ta ra. À, pháp luật quy chuẩn ấy ta ra. À, pháp hoặc là pháp pháp chấp kinh quy chuẩn rồi nhá. À, quy định mang tính pháp luật. Quy chuẩn ấy ta ra. Thổ chi im đề bi. Thổ chi im đề. Lô. Im đề. Lô. Kita kiểu lan phí dụng. À, 관련 비용 등등 loại phí có liên quan này. Tiếp thì nữa, nộp thuế cho quyền sử dụng đất, 토지 사용권에 관련된 xem nào, cái dấu phẩy đây là đang có vấn đề này, nộp thuế đấy là động từ tiếp mà. À, đấy là một cái vế khác nữa đúng không, có trách nhiệm thực hiện này mọi nghĩa vụ tài chính liên quan đến quyền sử dụng đất như, à bây giờ bắt đầu với quyền sử dụng đất trước đúng không? À như bên chỗ này như tưng này. Tưng. À tưng sau đầu tiếp này, quyền sử dụng đất đến quyền sử dụng đất này. Thổ chi sao dùng quân này. À dùng quân. Quân này. Quản lý đến mô tân. Mô tân.
재무 의무는 아, 의무. 실시할 책임이 아, 있고 잠깐만, 시행, 시행. 시행할 책임이 있고. không, chưa chưa cái này chưa chưa hết, bắt đầu mới có trách nhiệm nộp thuế nữa này. À. Cô đúng không, đây là gì, thi hành các nghĩa vụ tài chính liên quan đến này và đúng không, nộp thuế cho quyền sử dụng đất nhà xưởng theo quy định của pháp luật, Thu chi sử dụng sử dụng quân in cha im cha se금을 그러면 납부할 책임이 trách nhiệm à, đấy cuối này mình có trách nhiệm nó đấy, có trách nhiệm là thi hành nghĩa vụ và gì nộp thuế, thuê đất các thứ đúng không. Rồi, ok tiếp. Ai nhỉ, văn văn chưa nhỉ, bây giờ đúng rồi, vừa rồi anh văn rồi nhỉ. Đánh bắt, bên A có trách nhiệm xuất hóa đơn VAT cho bên B khi được bên B yêu cầu. bị trước vô chân hành tế Chúng ta nhưng mà vẫn phải cho cái chủ động, cái chủ ngữ lên trước nhỉ? này trước Trước, cân trước sau đầu trước cái gì cân này? Cái bên B yêu, khi bên B yêu cầu, bên B đó là chủ ngữ của cái nhỏ của trong một cái vế thôi đúng không? Gì? Sau bắt đầu với bên rồi B trước y này này. trước kia Là nhỏ nên ta sẽ cho là y đúng không? Chủ ngữ chính của trong và B, bên A đúng không? Tiếp, yêu cầu. được gọi đơn vị cho bên B khi được bên B yêu cầu là bị trước khi đô chân hành tê Đây. bị trước khi đô chân hành tê Sao lại bị trước bị cái trước ế kê bị trước ế kê bị hóa đơn đi VAT kê sân sơ ế chế chế chun chế chun chế chun hay là hành tê kê sân xuất sơ sơ hóa đơn đấy, xuất là từ phát hành, phát hành hóa đơn đấy. Pan Mọi người từ xuất hóa đơn là từ phát hành, phát hành hóa đơn có trách nhiệm than sẽ kim ý pan hem đấy đúng không. Đấy bên nhìn dịch này, bên A này có trách nhiệm xuất hóa đơn đúng không, xuất hóa đơn VAT đơn cho khi bên B khi bên B yêu khi cầu, bên B yêu cầu hoặc là theo yêu cầu của bên B cũng được, là gì trước khi thì dù trong thì trước hantero cũng được, kia dù cho bên B hantero cũng hay được, dù cho hành tế đó. B tức dù trong C cũng được khi ở bên B yêu cầu. Tiếp, câu tiếp nữa đi anh Bắc. Nào, thì đây, đối với an toàn phòng cháy chữa cháy, đối với an toàn phòng cháy chữa cháy này, bên A có trách nhiệm đảm bảo đầy đủ điều kiện hệ Điều thống an toàn phòng kiện phòng cháy cháy bên ngoài nhà xưởng và chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đó. Vậy ta có hai vế là cái chỗ từ đầu đến phải là trước đúng không? Phải đối với trước, đối với an là toàn phòng cháy chữa cháy thì nói nào? phòng cháy chữa cháy phòng cháy chữa cháy là Anh ta có từ tăng tăng quy khâu hoa khâu ba thu hoa thu hoa bằng tôi bằng phòng số bang an toàn là an toàn phòng cháy chữa cháy, số 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 bang là số phòng cháy ăn chữa chân cháy số à. số bằng ăn chân E e tè t e t he tè so đúng ăn không, tè so nên đi đúng không, đối với chân cái này đúng không. Tiếp thì bên A có đấy à, đó tè he cũng được, là sau bên A này ấy đi trước. bên A có trách nhiệm là sẽ đảm bảo đầy đảm bảo đủ điều kiện hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy ở bên ngoài nhà xưởng, ở bên ngoài nhà xưởng Và trước. thổ vào nhà xưởng trước thì công trang parquet e Chúng ta sẽ không trang về bu nhé, ở về bu đúng là không, ngoài trời công trang về phụ e e phòng cháy chữa hệ cháy thống số hệ bang ăn chân thống bang ăn system đủ system điều kiện hệ thống, đủ điều kiện về đúng không, về hệ thống e thế Tè chủ cơn đảm bảo hoặc bộ trách đủ. nhiệm Cái từ đủ ở đây thì chúng ta sẽ phải nói chung là quân chúng ta sẽ không dùng chung bun mà chúng ta sẽ dùng là thỏa mãn nhé, phải thỏa mãn được cái điều kiện là về phòng chống chữa cháy, về là gì, màn chốc nhé, màn và chốc, đảm bảo cái việc là phải đảm bảo cái việc là phải thỏa mãn đúng không, than khó sơn anh có xin chắc imi ít mía đảm bảo phải là tiếp một pháp bô sau rồi bố gì
Hakbo ta hay à đâu Tekimita. hết, hết chưa, vẫn 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 còn một cái nữa, vẫn vẫn còn à, thỏa mãn xong vẫn và còn chịu trách nhiệm trước pháp luật về à đâu chịu Đâu cái đấy có cái vế tách riêng như thế. à, thế thì Hanchek À, Kimi chắc như nhỏ đi Ismir và à, chịu trách nhiệm đi à, và chịu trách nhiệm tiếp trước trước cơ quan nhà nước có cơ thẩm quan nhà quyền nước có thẩm quyền về việc đó à, về việc đó là gì, thì phải lấy chỉ là cư in ok cư ê thế he là được, cư ê thế về dạ điều đó đúng không à, cư để xem cơ cơ quan nhà nước có thẩm quyền và xin quân quan ha, quan ha là có thẩm quyền này, nhà nước cục ca quan à, thân cục cục quan kỳ cục quan đúng ca không, cơ quan nhà cả nước quan tròn trước e à, thì có e à, chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà trước nước cơ có quan nhà nước về điều đó, cục e thì ê chắc như mình ít cả để dùng ê so đúng không, tại cơ quan này ê so rồi à, chắc như mình im chắc như mình à, xin tả cả được, khi được chịu trách nhiệm nhỉ, xin chính chi tả cũng được nhé, chịu trách nhiệm đúng không, chịu trách nhiệm à, về à, ở tại cơ quan nhà nước về cái điều đó là được, để cơ quan nhà nước cái đó chịu trách nhiệm với cơ quan nhà nước về điều đó, chịu trách nhiệm ở tại cơ quan nhà nước về điều đó, ừ, được à. Tiếp à, câu nữa đi à, hết hết chưa, anh ấy vừa dịch hai câu vừa nhỉ? Tiếp là đến ai, Ánh à hay là Văn nhỉ, Văn nhỉ, bên A sẽ hỗ trợ bên B các thủ tục hành chính với khu công nghiệp, an ninh, chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành, đảm bảo tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bên B trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của bên B. Câu này là một câu thôi này. Chủ ngữ là bên A, đúng không? Bên A sẽ hỗ trợ, à, động từ là sẽ hỗ trợ, đúng không? Sẽ hỗ trợ giúp đỡ đấy. Để bên B này, à, cho bên B các thủ tục hành chính của khu công nghiệp, à, thủ tục về khu công nghiệp này, về an ninh này, về chính quyền địa phương này và các gì, các cơ quan ban ngành này à, để đảm bảo nó và là và gì đấy, hỗ trợ này để đảm bảo tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bên B trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh, phải đảm bảo hỗ trợ cái này và đảm bảo đúng không, hay là để đảm bảo, giữa bọn này nó phải lung tung này, không biết là cái này nó bổ nghĩa cho cái nào đấy, nghiêm minh à, nếu như các là chúng ta đang nghĩ bên rằng nó là hai cái động từ, hai cái hành động riêng rẽ, hay là nó hay hành động để đảm bảo này, nó phục vụ cho cái này sự hỗ trợ này. Hỗ trợ cái này để đảm bảo hay là gì, hỗ trợ và đảm bảo, tiếng Việt còn đang bị loạn đấy, nếu ở đây là và nhá, và đảm bảo thì chúng ta sẽ cho từ meo vào đây đúng không, chứ để đảm bảo đấy hay hơn này còn đây hay là để đảm bảo, để đảm bảo mọi điều kiện à, để đảm bảo chúng ta sẽ dùng là kiwi so đúng không, và thế thì à, phải nếu mà như thế thì đảo một loạt lên 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 à, ngược lại là được đó. Đảo ngược lại nào, Văn đảo ngược lại đi à, vì đây trong suốt quá trình à, vì hoạt động sản xuất kinh doanh của bên B à, à, chủ ngữ phải cho bên cho chủ ngữ đến trước a à, trước cơn này thì cho cơn đến trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của bên B này đi trước đi chừng à, B thì sức đi trước kia à, sản xuất kinh doanh thành san còn dòng sáng 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 hóa sáng hình như công, hình nè công nè hòa tròn nè nè là nè trong suốt đúng không, hòa trong nè nè để trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh của bên B thì cho bên B cái gì, tạo điều kiện cho bên B, tạo điều kiện thuận lợi cho bên B thì nói nào, đi trước B trước ê đề đi kế ok đi trước đi trước sau rồi tạo điều kiện thuận lợi, mô tương dô thiên con nhiên một Lihan cầu thiên nhiên hàn còn chỗ đi cơn han dô con nơ dô hoặc son cô à, chỗ son đúng không, chỗ son chỗ sang dô son hài haki kiwi hair à, kiwi quý vị hair đọc tiếp thì nữa, sau bắt đầu mới đến thì các thủ tục này, các thủ tục về cái kỳ của khu công nghiệp này, an ninh, chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành đấy, bắt đầu đi liệt kê này à, các khu công nghiệp trước à, với khu công nghiệp toàn mập toàn gì cùng tan này, chỉ cần cùng tan là được nhá,
khung ốc than chi nhưng mà viết tắt thành cụm than này, phải không tiếp cùng theo tên an ninh. An ninh là gì? Bồ an. Bồ an hay chi an? Bên chi an là chị an, bồ an là bảo an, dùng bọn nào? Bồ an bảo an là bảo mật an. Chứ an ninh thì an ninh thì dùng để chi an, chi an, an đấy đúng không? Tiếp chi trần ạ, chi an quyền, chính quyền địa phương. À, tròn bù, chi bang, tròn bù. À, trà chi, à trà chi gì nhỉ? Cái cơ quan tự trị địa phương ấy, gọi là chính quyền địa phương đúng không? Bu hay cái gì tự dưng không nhớ cái chỗ phần cuối nhỉ? Chỉ bang, chỉ bang, cha chi. À, thần chê à? Chỉ bang thần chê. Chỉ bang cha chê. À đúng rồi, kỳ quan nó cho từ kỳ quan, cơ quan tự trị địa phương đúng không? Kỳ quan. Cơ quan tự trị địa phương này, tiếp và cái gì nữa? À, ủa như bỏ chữ bu sao thưa thầy? Chi bang cha chi kỳ quan bỏ chữ bu. Và tiếp là thì đây các cơ quan ban ngành. À, các cơ quan ban ngành là gì? Các cơ quan ban ngành. Kỳ tha cơ quan. À, ban ngành là tự đừng mà ok nhé. Ok kỳ quan nào. Nó cũng không có cụm này nhỉ? Cơ quan ban không có thầy. Ban ngành nghĩa là gì? Ban ngành có nghĩa là hệ thống tổ chức cơ quan chuyên môn của nhà nước từ trung ương đến địa phương. Vậy thì là ban ngành đây có nghĩa là cơ quan chuyên môn của các nhà nước từ trung ương đến địa phương, có nghĩa đây là cơ quan các cấp đúng không, thì sẽ đúng hơn nhé. Vậy là chúng ta sẽ có là cơ quan chuyên ngành các cấp, các cấp thôn môn, thôn môn kỳ quan. Đấy, cơ quan các chuyên ngành các cấp đúng không? Tại vì là các cấp là sẽ từ địa phương từ trung ương đến địa phương đúng không? Tiếp gì nữa? Từ trung ương xuống địa phương. Bên B gì đấy? Các thủ tục hành chính với thủ tục hành chính hỗ trợ bên B các thủ tục hành chính nói nào? Thủ tục hành chính chúng ta có hang trong. Hang trong rồi ta. Hỗ trợ. Hỗ trợ. Thì quân hỗ trợ trong việc gì? Chắc hỗ trợ trong việc xử lý nhỉ? Dùng e te han cho đi e quân e quân thì quân hai có gì à han tải han tải ô đúng không? Xem nào, sử dụng lại này. Bên A này sẽ hỗ trợ trong việc là hỗ trợ trong việc là xử lý về những cái thủ tục hành chính của những cái cơ quan cấp này. Đấy. Và cơ quan chuyên địa phương để tạo điều kiện một cách với mục đích là tạo điều kiện hoặc là với mục đích là tạo điều kiện nghe hay nhỉ? Than mục sóc thủ đô đấy kiểu mình hỗ trợ này với mục đích là tạo điều kiện thuận lợi cho bên B trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của bên B đúng không? Cũng được nhỉ? Nó còn thiếu mất một cái bên B lắm bên B thế nhỉ? Một bên B này, hai bên B à? Hai ba bên B cơ, nhưng ở đây mình ở trong này mình mới cho một cái bên B là hỗ trợ cho bên B được cơ. Cái chỗ này này chí quân này sẽ bi chức ý kê chí quân hăn tả này hỗ trợ cho bên B trong việc xử lý cũng được đấy, nếu muốn cho thì cho cái vào đây nữa. Bi chức kê chí quân hăn tả hỗ trợ cho bên B trong việc xử lý đúng không, trong cái việc xử lý các thủ tục hành chính của các cơ quan này này kia đúng không? Đầu đầu rồi tiếp câu nữa đi, cái gì à văn dịch tiếp đi. Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên B thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng trừ trường hợp bên B không đồng ý bên B đồng ý hợp đồng là gì đấy. Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên B thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng trừ trường hợp bên B đồng ý chấm dứt hợp đồng. À, có cái cấu trúc trừ này này. Chúng ta sẽ có chấm 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 chấm. Ân, dân, thế, hà, phô. Sau rồi chấm 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 đấy. Đấy. Thì có nghĩa là trừ cái trường hợp đấy ra thì bây giờ như là cái này vẫn là một câu thôi. Thì nó sẽ đảo ngược lên, đúng không? Đảo ngược lên thì bây giờ phải trừ trước, đúng không?
trừ trường hợp được bên B đồng ý chấm dứt hợp đồng, nói nào. Bị thư ký Để giả tỏ rơ thế coi kế giác vì kế giác làm sao à, trồng trồng lô kết thúc đấy kế trực trồng lô đơn bản lô tông y hải tông đi han kiêng tông đấy. Ngoại trừ là bên B đồng ý cái việc là kết thúc hợp đồng đúng không, đó thì làm sao nữa, không được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên B thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng. Bây giờ là gì, khi bên B thực hiện đúng hợp đồng đã đúng không, à, bên B thì đi trước ký kia sơ rồi kế giác to đúng theo nghĩa vụ Hello. À theo hợp đồng e Tero Haro Itara à Thara bên đúng nghĩa vụ vì mù rơ thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng. Nghĩa vụ đúng nghĩa vụ là gì, vì mù rơ trong coi là kê chúng ta có nên là mạt chân vào đây cũng được, hoặc là gì này, hoặc là e này mạt chân vì mù đấy đơn à, thực hiện cái nghĩa vụ đúng với hợp đồng đúng không, xin hẹn khi hẹn đi hẹn hai te đúng không, khi đúng không gì nữa, xong rồi đến không được đơn phương chấm dứt hợp đồng nào, kế giác kế giác to à đơn phương là gì, tự ý cho biết hợp đồng Iban chọc Kuro, Iban là một chiều một hướng một phương đấy, Iban chọc Kuro, Heiji này là tự ý đấy, tự ý giải thể đấy đúng không? À vì Heiji Haji Anun có gì cả? Heiji là tên tả, cái này thầy đưa ra mấy lần rồi không được đúng không? Heiji là tên tả đấy, này không được, đây không được có nghĩa là chấm dứt hợp đồng một cách đơn phương khi mà bên B vẫn đang gì, à, vẫn đang thực hiện nghĩa vụ đúng theo như hợp đồng. Ngoại trừ đúng không, ngoại trừ cái trường hợp là bên B đã đồng ý chấm dứt hợp đồng đó. Đó rồi ok tiếp này, cái đâu văn tiếp đi này, bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra, bồi thường là gì ta, bồi thường hợp à, bồi thường thiệt hại do lỗi của bên mình gây ra. Cái từ do lỗi này chúng ta dùng ứ đô in he đúng không, thì chúng ta sẽ do lỗi là gì, lỗi của bên mình là gì, chà ki a kie sau rồi sil chà kie sau sin sudo muro in he rồi sau rồi thiệt hại, bồi thường thiệt hại pi pi he rơ bồ sang hân tà hân tạc đấy, bồi thường cái thiệt hại do lỗi của mình đúng không. Tiếp nốt cái dòng cuối này cho nó gọn này, thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định của pháp luật, theo quy định pháp luật bọc lui cứu cho người ta ra, dùng cái này hay hơn nhỉ, bọc chun cứu cho nhá, ê thả ra theo quy định cho người ta ra. Theo quy định về pháp luật, theo quy định mang tính pháp luật đúng không, sau rồi gì nữa, nghĩa vụ tài chính của nhà nước Kuka E Thế trong chọc Ui mù rư Kemu ui mù rư Chi hàn hàn đạc Hàn đạc đúng không. Rồi ok, rồi tiếp rồi đến ai đây, Ánh à. Trách nhiệm của bên B, Bi chức kì thì đây à, sử dụng nhà xưởng đúng mục đích thuê khi cần sửa chữa cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng sẽ bàn bạc cụ thể với bên A. À, vậy là đây được có hai phần à, hai vế đúng không, à, sử dụng nhà xưởng đúng với mục đích đấy, sau rồi và đúng không, khi cần sửa chữa cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng thì phải gì, bàn bạc với bên A. À, nói nào, mặt trên in thêm một chút cửa à, sử dụng nhà xưởng đúng với mục đích thuê, chúng ta chỉ cần là im te này, im te mộc chức
맞게 공장을 사용하면 사용하며 rồi ta khi cần sửa chữa cải tạo theo yêu cầu sử theo yêu cầu sử dụng riêng à, thì đánh nào 개인적인 개인적인 사용 요청에 따라 theo yêu cầu sử dụng riêng ta có từ riêng thì sử dụng riêng này tô tô xem lại cái từ tô là sử dụng như nào à đâu tô nó cái này nó bằng với taro luôn nhưng mà nó lại là một cái phó từ ở à đây à, hãy đợi cho đến khi có mệnh à, có mệnh lệnh khác thì tô e sau rồi cộng với một cái danh từ ấy không à, có một cái yêu cầu sử dụng riêng thì tô phải nhớ là tô e này sau rồi à sai ông trước sai ông à, yêu cầu à, theo yêu cầu theo hoặc là theo nhu cầu sẽ hợp lý hơn thế thì theo yêu cầu theo nhu cầu yêu cầu Soyo là nhu cầu, suyo là nhu cầu, suyo là nhu cầu này, đúng không? Tức là phải sử dụng, có nghĩa là mình phải cần sửa chữa, cải tạo theo cái nhu cầu sử dụng của riêng mình, đúng không? Đấy, thì mới đúng, đúng không? E thara gì nữa, sửa chữa và cải tạo, sửa chữa cải tạo là như nào? Suri, suri là kejo, kejo, kiro, kiro, kejo ka cũng được, kiro. Hãy tê 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 tiếp nữa đi này thanh toán tiền thuê nhà đúng hạn 기한에 맞게 인테리어를 네 맞게 인테리어 아 인테리어를 지불한다 결제한다 아 지불한다 결제한다 hiện tại là đúng với cái hạn ok có trách nhiệm về sự hư hỏng này mất mát này các trang thiết bị và các đồ đạc của bản thân bốn in đấy không cái bốn in thì trước chưa chơi đâu chỉ cần nói phải ấy cái từ sự hỏng hóc mất mát của trang thiết bị trước sau đầu về các đồ đồ đạc tư nhân của mình trang trang bị pha xôn à các trang thiết bị và đồ đạc trang bị qua thủ ở đó thì e à các cho từ các ở đây là các trang bị gì nữa Pha xôn. À, pha xôn. Pha xôn. Qua. Phun xì rê. Phun xì rê. Qua. Phun y nê. Ừ, mịt cho mình. Thu à, mịt to thì nó từ mịt được. Qua. Và tiếp thì nữa. À, thu cu. Phun y nê. Phun y nê. Phun y thu cu. In. Thu cu. Ê thế, chế cơ mưu khá chính đã. À vậy thì cái chỗ này phải cho lên trước cái chỗ ấy. Lên trước. Vậy các trang thiết bị này. À, các trang bị và đồ đạc tư trang của mình mất hư hỏng mà cái bản thân có nghĩa là cái này là cả thiết bị của bản thân mình cũng phải tự chịu trách nhiệm đúng không? Thế phải để cho bồn in nê sau rồi các trang thiết bị này và gì? Và những thố cu đúng không? Thố cu ấy. Sau rồi gì nhá? Hỏng hóc. Pason. Pha xôn phun xịt. Phun xịt để thế. Trách nhiệm을 진다. À, đấy có trách nhiệm về cái sự mà hỏng và mất mát của cái trang thiết bị và đồ dùng của bản thân, đúng không? À, được. Rồi tiếp nào ai nữa đây? Anh Bắc. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo đúng pháp luật hiện hành. Bản thân trước chịu trách nhiệm về hoạt động của mình theo là phải theo chứ theo đúng pháp luật hiện hành trước theo đúng pháp luật hiện hành pháp luật hiện hành có phải là hiến pháp không nhỉ hiến pháp phải phải hiến pháp nhỉ em hay gọi cái nào
giải thích cái hiến pháp là gì? Ồ, có mà. Hon, vọc. Hiến pháp là gì? Là nguyên tắc căn bản để thống trị đất nước, bảo vệ những quyền lợi cơ bản của dân, là quy pháp tối cao. Nó không thể thay đổi bằng thứ khác. Có phải là cái pháp luật hiện hành không nhỉ? Chắc không phải đâu. Pháp luật hiện hành chúng ta từ vựng hen heng này. Học có cái từ này không? Ờ, thì chắc là không phải pháp, không phải đâu, không giữ khác nhau đấy. Vậy là hen heng heng pop đúng không? Right. Heo e e tara tara. Sau rồi đến cái gì nữa? Các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Punin nhìn nè. Punin e sang san wa kiên nghiêng. Nó có cả cái cụm sang san thằng nhong này đấy, sau rồi hai tông. Kiên nghiêng, sang san kiên nghiêng tông. E về mọi thì phải cho tất cả lên đây đúng không? Một tên đúng không? Về mọi tất cả. Hoạt động e thế he, sau rồi gì trách nhiệm. E thế he, trách nhiệm ít ta. Tiếp này, thanh toán các khoản chi phí phát sinh trong kinh doanh, mở ngoặc, phải mở ngoặc không? Ngoài tiền thuê nhà xưởng ghi ở điều 2 như tiền điện, tiền điện thoại, thuế kinh doanh đầy đủ và đúng hạn, vẫn cả cụm đấy, có nghĩa là thanh toán các khoản chi phí phát sinh kinh doanh như là điện này một cách đầy đủ đúng hạn. Nó có mở ngoặc ở ngoài cái tiền gì đấy ra thôi đúng không? Đầy đủ đúng hạn trước đúng không? Chế si can không phải cái này không dùng si can được. Kỳ han han nê mạt kê đúng không? Đúng kỳ hạn một cách đầy kỳ han nê mạt kê chung bun qua chung bun hít toán là gì? Y kiến chê y bun rồi chỉ bun han tá, nhưng mà còn cái gì, cái các khoản chi phí để cho lên trước cái kỳ han này này. Các khoản chi phí phát sinh kinh doanh à, kinh doanh hành tế, kinh doanh hành tế phát sinh trong kinh doanh, gọi phát sinh trong từ cái việc kinh doanh ấy, chẳng nhong hành tế, chẳng nhong hoạt động nghệ thuật, hành sen han, hành sen han, phí dùng dùng đấy, đúng không? Chi trả tất cả các cái đúng hạn, những cái chi phí phát sinh trong hoạt động kinh doanh đúng không? Ngoài bây giờ nhé, ngoài tiền điện để chúng ta chắc là cho ở đây đúng không? Ngoài tiền điện được cho ở đây, ngoài tiền điện mà đã ở cái điều 2 ấy, thì chúng ta sẽ phí chế y chô chế e chế y chô e miễn phí thuê nhà xưởng công trang im tê Pedro, Dung, Pedro, Chewe, Chewe đóng ngoặc vào đấy là được đúng không? Ngoại trừ này. Thế nhưng mà còn cái gì nữa? Như tiền điện, tiền loại các thứ này thì cho lên đâu? Cho lên trên đỉnh này này. Tiền điện là gì? Tiền điện là chân ký C. Chân ký C cũng được. Tiếp. Điện thoại. Thông hoa rượu. Tròn hoa rượu cơm. Tròn hoa rượu cơm. Thuế kinh doanh. Thuế kinh doanh là. Thuế kinh doanh là cái thuế gì? Thế liên quan đến kinh doanh á? Nói cái thuế kinh doanh nói chung rồi. Chắc là nói chung chứ còn nhiều loại thuế lắm. Thế này có mà biết bao giờ đã hết loại thuế. Em nghĩ này là nói chung đấy. Xem nào. Kinh doanh nó mấy loại thuế? Nói chung là cái này chắc là nó nói chung chung là shop C cơm đúng không? Là cái việc kinh doanh dùng shop C cơm được. C cơm. C cơm. Tưng là được đúng không? Các chi phí phát sinh trong hoạt động kinh doanh như là đấy, như là đây này này. Đó. Sau rồi chi trả đầy đủ đúng hạn những cái chi phí này. Đó, đúng không?